Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu làm món thịt heo chiên sả ớt. Nguyên liệu gồm có thịt heo, hành, sả, ớt, gừng, tỏi. Đây là tương cà chua nha các bạn nha, của chiên su và bột chiên giòn. Sau đây mình sẽ tiến hành chế biến. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành luộc thịt nha các bạn nha. Các bạn luộc sơ đừng có chín hẳn các bạn, vì nó sẽ mất cái chất của thịt. Chúng ta cho gừng và hành tím vào để khử mùi cho thịt thơm các bạn nhé. Chúng ta bỏ thêm một thìa nước mắm vào các bạn nhé. Chúng ta sẽ bỏ hạt nêm, bột ngọt, và mắm nha các bạn nha. Một thìa mắm, gần một thìa mắm. Ta bỏ bột chiên giòn vào luôn. Rất là thơm các bạn ạ.
ta sẽ bỏ tương cà vào một thìa các bạn nhé. Tương ớt, đây tương cà, một thìa tương ớt, một thìa tương cà, một thìa nước mắm nha các bạn nha. Một thìa đường nha các bạn nha. Giờ gia vị đã vàng ươm rồi các bạn, chúng ta bỏ thịt vào và đảo đều cho ngấm đều gia vị. Nhìn sẽ rất đẹp và ngon nha các bạn nha. Vàng, đẹp, thơm. Nhìn rất là hấp dẫn. Cái này chúng ta sẽ ăn nóng liền nha các bạn nha. Khói bay nghi ngút. Giờ mình sẽ thử một miếng nha các bạn nha, xem nó hương vị thế nào. Bạn nhìn cái miếng thịt này rất là ngon đúng không, vàng ươm luôn đó. Đây mình thử cái miếng này đi, không đều, miếng nào cũng đều như miếng nào. Ta kết hợp ăn với xà lách cho nó đỡ chán, đỡ ngán. Ăn rất là ngon các bạn, chua chua ngọt ngọt, mềm. Cái này làm món nhậu cũng được bạn. Nếu mà nhậu thì chúng ta sẽ cho nhạt đi một xíu. Rất là tuyệt. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh và nhấn like và chia sẻ video nhé các bạn nha. Chúc các bạn thành công.